Người yêu ơi em có biết không, tháng năm qua anh luôn cầu xin một tình yêu theo ý ngài, chẳng phải theo ý của anh. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, chẳng khi nào anh thôi nguyện cầu. Cầu xin Chúa ngài hãy ban cho anh một nửa cuộc đời của anh. I love you, baby. Chúng ta là của nhau, sẽ không còn buồn đau khi chúng ta bên nhau. Cảm ơn ngài nhiều lắm vì đã lắng nghe con cầu xin. Dù cho mai sau thế nào, thì con vẫn mãi yêu thương người ngài đã ban. Đối với anh em là người đẹp nhất, dịu dàng không ai sánh bằng. Ánh mắt ấy khiến anh phải ngẩn ngơ. Cầm tay nhau cho chắc nhé em, dẫu qua bao gian lao cuộc đời. Thì xin Chúa ngài hãy ban cho ta một niềm tin cùng hầu việc Chúa Cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho bài một cái một tháng thì nó cái chế độ nó mà.